Báo chí Nhật Bản nói Việt Nam yếu nhất tại vòng tứ kết của kỳ Asian Cup năm nay. Giới truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh vào thứ hạng chênh lệch giữa đội nhà với đội tuyển Việt Nam và đồng thời cũng tự tin khẳng định thầy trò ông Murasuyu Hashimi chưa bung hết sức nhưng vẫn giành quyền vào vòng tứ kết của kỳ Asian Cup năm nay. Trận đại chiến ở vòng 1/8 của kỳ Asian Cup năm 2019 giữa Nhật Bản và đội tuyển Ả Rập Saudi đã khép lại với chiến thắng tối thiểu nghiêng về đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Qua đó họ giành quyền vào vòng tứ kết và gặp Việt Nam, và trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 1 tới đây. Xuyên suốt trong 90 phút trên sân vận động Sarias cũng như hành trình từ vòng bảng thì thầy trò huấn luyện viên Murasuyu Hashimi thể hiện bộ mặt thực dụng đến tàn nhẫn thay vì phong cách tấn công đẹp mắt như trong quá khứ. Mặc dù vậy thì giới truyền thông Nhật Bản vẫn đánh giá rất cao sự thay đổi của đội tuyển Nhật Bản và nhận định có những tích cực trước cuộc chạm trán với đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh thành tích đối đầu vượt trội thì tờ báo Asahi đã nhấn mạnh vào sự chênh lệch về thứ hạng giữa hai đội trên bảng xếp hạng của FIFA, khi Nhật Bản xếp hạng thứ 50 còn Việt Nam là hạng 100. Trên thực tế thì với thứ hạng này thì thầy trò ông Park Hang-seo đúng là đội bóng bị đánh giá yếu nhất ở vòng đấu này. Đội tuyển Nhật Bản với tham vọng lần thứ 5 lên ngôi vô địch Asian Cup sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam và họ là đội bóng có thứ hạng thấp nhất trong 6 đội vừa lọt vào vòng tứ kết của giải đấu năm nay. Trích một đoạn trên bài viết của tờ Asahi. Cùng quan điểm với tờ báo Asahi thì tờ Tokyo Sports cũng gọi Việt Nam bằng danh xưng đội bóng xếp hạng 100 trên bảng xếp hạng của FIFA trong bài viết sau trận đấu của Nhật Bản với đội tuyển Ả Rập Saudi. Trong khi đó thì tờ Spain Times dành sự tôn trọng cho thầy trò ông Park Hang-seo khi gọi đội tuyển Việt Nam là nhà vô địch Đông Nam Á. Mặc dù vậy thì trang báo này cũng không quên khi nắng gần đối thủ bằng tuyên bố đội tuyển Nhật Bản vẫn chưa bung hết sức trước đội tuyển Ả Rập Saudi. Nhật Bản dù chưa đạt phong độ tốt nhất ở giải đấu năm nay vẫn góp mặt ở vòng tứ kết. Đối thủ của chúng ta sẽ là nhà vô địch Đông Nam Á đội tuyển Việt Nam, tờ Japan Times nhận định. Theo thống kê thì trong hai lần đánh bại đội tuyển Ả Rập Saudi ở vòng knockout của các kỳ Asian Cup thì đội tuyển Nhật Bản đều lên ngôi vô địch châu Á là vào các năm 1992 và 2000, bao gồm cả trận chung kết ở giải đấu diễn ra vào năm 1992. Còn trang Sport Nichi thì khẳng định định mệnh 27 năm sẽ giúp thầy trò ông Hashimi tiến tới ngôi vương ở giải đấu đang diễn ra trên đất UAE. Vào năm 1992 thì đội tuyển Nhật Bản cũng hạ đội tuyển Ả Rập Saudi với tỷ số 1-0 để lên ngôi vô địch Asian Cup. Trận đấu vừa qua không đẹp mắt nhưng huấn luyện viên Murasuyu đã nói định mệnh 27 năm sẽ giúp đội tuyển Nhật Bản tự tin hơn để hướng tới kết quả tốt đẹp nhất ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, ông Murasuyu cũng thán phục ma thuật đặc biệt của ông Park Hang-seo. Huấn luyện viên Murasuyu Hashimi của đội tuyển Nhật Bản đã dành những lời khen có cánh cho ông Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam trước trận quyết đấu giữa hai bên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 1 tới đây. Cả đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản đều có những trận đấu khó khăn ở vòng 1/8 để đặt chỗ tại vòng tứ kết của giải đấu năm nay, trong khi đội tuyển Việt Nam phải cần đến sự xuất sắc của thành Đặng Văn Lâm ở loạt sút lưng lưu để hạ gục Sát An, thì đội tuyển Nhật Bản vượt qua đội tuyển Ả Rập Saudi với cách biệt tối thiểu theo cách kém thuyết phục nhất khi để đối phương ép sân gần như trong cả trận đấu. Trong một bài phỏng vấn mới đây trên tờ Chusun của Hàn Quốc thì huấn luyện viên Murasuyu Hashimi của đội tuyển Nhật Bản đã dành những lời khen tặng cho đội tuyển Việt Nam lẫn ông Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam có một hàng thủ cực mạnh, khả năng phản công của họ cũng rất đáng nể với những cầu thủ có tốc độ rất cao. Họ là một tập thể có khả năng toàn diện, có kỹ thuật và được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Ông Park Hang-seo dường như có một ma thuật đặc biệt nào đó với đội tuyển Việt Nam. Năm ngoái thì ông Park Hang-seo từng giúp đội tuyển Olympic Việt Nam đánh bại đội tuyển Olympic Nhật Bản tại ASEAN 2018 với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, ông Murasuyu khẳng định lần chạm trán này sẽ rất khác với đội hình toàn những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu của đội bóng xứ sở Phù Tang. Tôi sẽ lên kế hoạch rất cẩn thận, việc đụng độ với đội tuyển Việt Nam sẽ khiến các cầu thủ của tôi có quyết tâm hơn dù chúng tôi có ít hơn đội tuyển Việt Nam một ngày nghỉ. Và trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản tại vòng tứ kết kỳ Asian Cup hôm nay sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 1 trên sân vận động Rajas on Matun. Còn thủ quân của đội tuyển Nhật Bản thì thừa nhận không biết nhiều về đội tuyển Việt Nam. Trước trận đấu ở vòng tứ kết của kỳ Asian Cup năm nay thì thủ quân của đội tuyển Nhật Bản là hậu vệ Maeda Yoshida thừa nhận mình không biết nhiều về đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Nhật Bản tiến vào vòng tứ kết của giải đấu năm nay sau khi vượt qua thử thách mang tên Ả Rập Saudi ở vòng 1/8. Đối thủ tiếp theo của những chú Samurai Sun sẽ là thầy trò ông Park Hang-seo. Và trước trận đấu này thì trung vệ đội trưởng của đội tuyển Nhật Bản thừa nhận mình không nắm được nhiều thông tin về đội tuyển Việt Nam.
Đây cũng là điều có thể hiểu được khi mà bóng đá Việt Nam hiếm khi góp mặt ở đấu trường châu lục trước thời ông Bá Hàng Sò. Trả lời phỏng vấn trên tờ báo Cali Times của UAE thì cầu thủ Yoshida cho biết như sau: "Nói thật, chúng tôi không có nhiều thông tin về đội tuyển Việt Nam, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Và nếu muốn giành chức vô địch ở giải đấu năm nay thì đội tuyển Nhật Bản phải chơi tốt hơn nữa. Chúng tôi chỉ có 2 ngày để phục hồi thể lực cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu tới thì đội tuyển Nhật Bản sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Mutu sau khi chân sút chủ lực này phải nhận 2 thẻ vàng và bị treo giò. Mặc dù vậy, với dàn sao đang chơi bóng ở châu Âu thì đội tuyển Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Bóng đá Việt Nam từng một lần đối đầu với đội tuyển Nhật Bản ở vòng bảng quốc kỳ Asian Cup năm 2007 và dĩ nhiên khi ấy phần thắng thuộc về đội bóng mạnh hơn. Đội tuyển Nhật Bản dù bất ngờ khi để Việt Nam dẫn trước nhưng đã bình tĩnh tìm bàn gỡ trước khi thắng ngược 4-1 để giành ngôi đầu của bảng đấu năm ấy. Trong trường hợp đánh bại đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Nhật Bản sẽ bước vào vòng bán kết và gặp đội thắng ở cặp tứ kết thứ hai giữa đội tuyển Iran và đội tuyển Trung Quốc mà nhiều khả năng sẽ là đội tuyển Iran. Nói về đối thủ này thì trung vệ Yoshida tâm sự như sau: "Chúng tôi sẽ nghĩ về đội tuyển Iran sau khi đánh bại Việt Nam. Đội tuyển Iran là một trong những đội bóng mạnh nhất ở châu Á vào thời điểm hiện tại, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là chúng tôi phải đi tiếp. Và màn đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 1 tới đây.